Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mò Kim. Tăng ca, thêm giờ đã trở thành vấn nạn của những người làm trong ngành công nghiệp game khi họ phải làm việc hàng trăm giờ mỗi tuần suốt nhiều tháng. Chắc hẳn các bạn đã nghe được đôi chút về sự thành công của Fortnite khiến các nhân viên của Epic phải làm việc tăng ca liên tục. Thay vì một tuần 40 giờ như bình thường, nhiều thành viên của đội ngũ phát triển Fortnite phải làm việc tận 70-80 giờ một tuần và trong một số trường hợp có thể lên đến 100 giờ một tuần. Theo tiết lộ của các nhân viên của hãng, họ buộc phải chấp nhận việc làm thêm giờ này nếu không muốn bị đánh giá là lười biếng và bị bỏ rơi sau khi hợp đồng cộng tác viên Contributor ngắn hạn của họ với công ty chấm dứt. Nghe hết sức đáng buồn và đáng giận. Nhưng bạn có biết rằng việc làm thêm giờ như thế là hoàn toàn bình thường trong ngành công nghiệp game? Đối với các nhân viên Epic, trước khi Fortnite thành công trong vai trò một tựa game Battle Royale, công việc của họ thuộc loại sáng đi chiều về như bất kỳ mọi công việc văn phòng nào khác. Nhưng khi trò chơi trở thành một hiện tượng đem lại cho Epic hàng triệu đô mỗi ngày, Epic nhanh chóng lựa chọn mô hình Game as a Service, game dịch vụ để phát triển trò chơi. Những bản cập nhật mới được liên tục tung ra hàng tuần, giúp trò chơi giữ chân game thủ và vượt trên những đối thủ cả cũ lẫn mới như PUBG hay Apex Legends để giữ vững ngôi vương. Nhưng để đạt được tốc độ cập nhật chóng mặt này, các nhân viên Epic đã phải làm việc rất cực lực. Một nhân viên nói mình phải làm trung bình 70 tiếng một tuần và nhiều người làm đến hơn 100 giờ. Dù Epic cho nhân viên được nghỉ phép không giới hạn, nếu tôi nghỉ phép, khối lượng công việc đó sẽ rơi lên đầu những người khác và không ai muốn làm vậy, nhân viên này cho biết. Điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của nhân viên. Tôi rất ít ngủ, tôi cau có ở nhà, tôi không có sức lực để đi ra đường. Ngay cả việc nghỉ cuối tuần cũng đã là thành tựu lớn. Nhiều người nói rằng việc không chấp nhận tăng ca sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng thăng tiến của họ. Trong khi các nhân viên từ chối làm thêm giờ, có thể không được ký tiếp hợp đồng sau khi hết hạn. Mà theo lời Epic là, chúng tôi đưa ra quyết định kéo dài hợp đồng dựa trên chất lượng công việc và khả năng làm việc vào những lúc cần thiết để thỏa mãn các ngày phát hành quan trọng. Tóm lại, các sếp của Epic muốn nhân viên làm thêm và không phàn nàn hay ca cẩm gì. Điều an ủi cho các nhân viên Epic là do Fortnite cực kỳ thành công nên khi làm thêm giờ, họ nhận được những khoản tiền hậu hĩnh, khoảng gấp 3 lần lương theo như một số nguồn tin. Bạn có cảm thấy rằng việc làm thêm giờ này nó quen quen không? Trong quá trình phát triển Atom của BioWare, đội ngũ BioWare cũng đã phải nai lưng cày cuốc trong vòng 18 tháng để kịp tung ra Atom trước hạn chót quý 1 năm 2019 mà EA đặt ra. Và dĩ nhiên họ phải làm thêm giờ. Vấn nạn tăng ca này đã bám theo BioWare dai dẳng kể từ những tựa game trước, bao gồm cả Dragon Age Inquisition và Mass Effect Andromeda. Nhưng được trùm lên lớp áo mỹ miều phép màu BioWare mà chỉ những người trong nội bộ studio mới biết được bản chất thực sự của nó ra sao. Sau khi bị phanh phui, BioWare mới đăng tải một bài blog nói rằng chúng tôi chú trọng vào việc lên kế hoạch tốt hơn để tránh việc tăng ca. Osama Dorias, một nhà thiết kế người Canada kể lại rằng khi làm việc cho một công ty ở Montreal hồi năm 2008, anh thậm chí còn không biết được kích thước tả của con mình vì gần như chẳng bao giờ ở nhà cả. Tôi làm việc 7 ngày một tuần, 14 đến 16 giờ một ngày. Một ngày nọ khi đi mua tả, tôi vỡ òa trong cửa hàng tạp hóa. Tôi gọi bạn mình trong nước mắt và không biết phải nói gì khi tôi rời nhà mà không hỏi kích thước tả của con trai mình. Đợt làm thêm của Osama kéo dài khoảng 3 tháng và khi trò chơi hoàn tất thì ngoài khoản lương bình thường, thứ duy nhất anh nhận được là một tờ giấy in lời cảm ơn. Sau những bài viết về các đợt tăng ca kinh hoàng của BioWare hay Epic được đăng tải, một số cựu nhân viên của Netherrealm, tác giả của Mortal Kombat 11 vừa ra mắt cũng đã lên tiếng. Họ nói về những đợt làm thêm giờ mà mình phải thực hiện trong quá trình phát triển Mortal Kombat 9, 10 và Injustice. James Longstreet, kỹ sư phần mềm đã từng làm việc 2 năm cho Netherrealm nói rằng ở studio này, làm thêm giờ không hề là bởi đam mê hay tự nguyện mà nó là chính sách bắt buộc của công ty. Anh nói rằng trong suốt khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 cho đến ngày Patch Day 1, patch tung ra trong ngày ra mắt game của Mortal Kombat 9 được chấp nhận, anh chỉ nghỉ đúng một ngày. Một lần khác thì anh được đi dự đám cưới của một người bạn mình vào tối thứ Bảy sau khi đã làm việc 8 giờ. Và trong cả hai lần nghỉ ngơi này, James đều phải sẵn sàng trở lại studio khi được gọi. Tất cả chúng tôi đều làm vậy, trừ các sếp vì họ đã ra về sau bữa tối, James nói. Isaac Torres, một cựu nhân viên của Netherrealm tham gia vào quá trình phát triển Injustice, nói rằng anh có một chuỗi tăng ca kéo dài khoảng 4 tháng.
Tôi thường xuyên làm 90 đến khoảng 100 giờ mỗi tuần và đi làm tất cả các ngày trong tuần, Isaac cho biết. Tôi đến chỗ làm lúc 9 hay 10 giờ sáng và đi về lúc 2 hay 3 giờ sáng. Tôi không biết tại sao mình làm được như vậy. Tôi tin chắc mình đã già 20 tuổi chỉ trong vòng 3 tháng. Tệ hơn nữa là họ phải làm việc mà không có những khoản tiền phụ cấp khổng lồ như trong trường hợp của Epic. Thật ra, một số người còn làm việc ở những mức lương 11-12 đô một giờ, gần như bằng với lương của những nhân viên phục vụ tại McDonald's. Và chỉ được an ủi bằng câu nói, có thể bạn sẽ được thuê chính thức sau hợp đồng tạm thời kế tiếp mà thôi. Ngoài những BioWare, Netherrealm hay Epic, các nhân viên của Telltale cũng phải tham gia vào những đợt làm thêm giờ để kịp tung ra các episode của game đúng thời hạn. EA, Rockstar cũng từng bị chỉ trích vì những đợt làm thêm giờ kéo dài trước ngày phát hành game. Ngay cả CD Projekt Red mà game thủ chúng ta yêu mến cũng có những đợt làm thêm giờ kinh hoàng để kịp tung ra đúng thời hạn. Nhiều lời đánh giá về CD Projekt Red trên Glassdoor nói rằng việc tăng ca xảy ra thường xuyên, trong khi một người khác nói, chúng tôi bật cười khi đọc về những đợt làm thêm giờ của Bungie hay BioWare. Việc làm thêm giờ, crunch, là điều đã trở thành chuyện bình thường trong làng game. Một cuộc thăm dò ý kiến bởi Hiệp hội Nhà phát triển game toàn cầu IGDA nhận thấy rằng 53% số nhân viên nói rằng tăng ca là điều mà các sếp của họ muốn nhân viên mình phải thực hiện. Trong khi giá trị của ngành công nghiệp game ngày càng tăng, cả con người lẫn các công ty làm việc trong ngành đều cho rằng tăng ca đồng nghĩa với vinh dự và yêu nghề. Grant Oster, đồng sáng lập BioWare, từng nói rằng mình đã phải làm việc 212 tiếng trong 2 tuần cuối trước khi Neverwinter Nights được tung ra thị trường. Nhưng ông xem nó là một chiến thuật kiểm soát thảm họa khi trò chơi sai hướng và cần phải được khắc phục ngay lập tức trước khi nó kịp đi xa hơn. Thật may mắn cho các nhân viên của nhà phát triển là trước làn sóng thông tin về những đợt tăng ca khủng khiếp trong ngành công nghiệp game, ngày càng có nhiều người phản đối những đợt tăng ca như thế này, bao gồm cả game thủ. Các hội thảo về tăng ca đã được tổ chức tại GDC 2019 diễn ra vào tháng trước, hay phong trào Game Workers Unite ngày càng có tiếng nói và nhiều thành viên hơn. Nhiều studio cũng tỏ ra quan tâm tới sức khỏe của nhân viên, chẳng hạn như Warner Bros. Games có chính sách không tăng ca, và đây là nơi mà ông bố Osama Dorias lựa chọn để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Nếu nhắc đến việc bóc lột nhân viên mà không nhắc đến Blizzard thì quả là một thiếu sót, nên Mọt sẽ dành hẳn luôn phần cuối của video ngày hôm nay để mà bóc phốt nhà phát triển này. Kể từ tháng 8 năm nay, nhiều nhân viên của Blizzard bắt đầu nổi loạn vì khoản tiền lương bèo bọt sau khi một thống kê nội bộ đã chỉ ra rằng mức lương các nhân viên nhận được là thấp hơn mong muốn. Cụ thể, theo thống kê trên thì các nhân viên Blizzard chỉ được tăng lương chưa đầy 10%, thấp hơn rất nhiều so với mức mà họ mong đợi. Điều này khiến cho họ bắt đầu chia sẻ mức lương của mình dưới tên nặc danh với truyền thông nhằm phản đối chính sách lương bổng của Blizzard. Theo lời các nhân viên tại Blizzard, rất nhiều người trong số họ đã phải chi tiêu dè sản, thắt lưng buộc bụng và thậm chí là phải bỏ bữa ăn mới có thể trả tiền thuê nhà. Trong khi một nhân viên thâm niên nói rằng số tiền mà anh nhận được bây giờ còn thấp hơn mức lương cách đây 10 năm. Hồi năm ngoái, Blizzard Entertainment đã bị công ty mẹ Activision Blizzard yêu cầu phải cắt giảm chi phí, dẫn đến việc họ sa thải khoảng 800 nhân viên dù đạt mức lợi nhuận kỷ lục. Các nhân viên được ở lại phải gánh thêm việc của những người bị sa thải mà không được tăng lương. Thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên mà công ty dính tới các rắc rối về lương bổng. Còn nhớ hồi đầu năm 2017, điều tương tự cũng xảy ra khi 5% nhân viên Activision bị sa thải dù hãng cũng vừa lập một kỷ lục doanh thu. Trái ngược với mức lương bèo bọt không đủ ăn của nhân viên, các sếp của Activision Blizzard luôn nhận lương khủng. Tổng giám đốc Bobby Kotick là một trong các nhân sự được lương cao nhất trong ngành công nghiệp giải trí, không chỉ riêng mảng game, khi bỏ túi khoảng 30 triệu đô la hồi năm ngoái. Trước thông tin này, người phát ngôn của Activision Blizzard đã nói rằng mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo các nhân viên của mình được trả lương công bằng và cạnh tranh. Chúng tôi liên tục xem xét các chính sách lương bổng để phát hiện tài năng của những nhân viên giỏi nhất và giữ sức mạnh cạnh tranh của mình trong ngành công nghiệp game, đồng thời tưởng thưởng và đầu tư vào những nhân viên giỏi nhất. Sau khi các thông tin trên được đăng tải, một loạt nhân viên cũ của Blizzard đã xuất hiện để chia sẻ về tình trạng lương bổng tệ hại của nhà phát hành này từ trước tới nay. Cụ thể, thay vì trả lương cho nhân viên của mình bằng tiền mặt, Blizzard trả một phần lương của họ bằng điểm danh vọng. Điều này khá là buồn cười và khó tin đến mức khi đọc những dòng này, một tôi đã phải nhìn lại xem liệu mình có nhầm lẫn. Blizzard với Riot, nhà phát triển Liên minh huyền thoại và sử dụng hệ thống điểm danh vọng để đánh giá game thủ. Thông tin này được xác nhận bởi Wallhead, một nguồn đáng tin cậy về World of Warcraft nói riêng và các game Blizzard nói chung. Vậy thì, điểm danh vọng của Blizzard
đổi được cái gì? Theo một số nguồn tin, lượng điểm này có thể đổi được thời gian chơi game và tiền ảo trên Battle.net, tai nghe Bluetooth và một vài thứ linh tinh khác. Đây là thứ mà Blizzard đem ra để bác bỏ những lời đề nghị tăng lương của nhân viên nhằm bắt kịp sự tăng vọt của chi phí sinh hoạt trong những năm qua tại các thành phố nơi mà Blizzard đặt trụ sở. Trong số những thông tin được các cựu nhân viên Blizzard tiết lộ, một vài người xác nhận những khoản tiền công bèo bọt và buồn cười trong một số bộ phận của công ty. Tôi hỏi một đại diện nhân sự trong buổi họp đánh giá tài chính của công ty rằng tại sao các công ty khác ở Austin, Blizzard có một studio tại đây, tăng chi phí sinh hoạt cho nhân viên mà Blizzard trả lương $12 một giờ lại không. Cựu binh Blizzard Connie Twitter Shay tiết lộ, họ trả lời rằng chúng tôi nên mừng vì khi cộng các khoản như key game, hiện vật, tiền Battle.net và thời gian chơi game, những gì chúng tôi nhận được đã là hơn gấp đôi so với người khác. Thông tin mà Shay đưa ra được xác nhận bởi một cựu nhân viên Blizzard khác là chị Natalia có mặt trong cùng cuộc họp. Chị bổ sung thêm rằng Blizzard nói các GM như họ có thể bị thay thế hết sức dễ dàng, một cách dằn mặt để chặn những câu hỏi về lương bổng và tiền bạc từ các nhân viên khác. Ngoài ra, tôi còn nhớ khi bị sa thải, họ đã không trả tiền thưởng dù tôi đã làm việc để nhận được khoản thưởng đó. Lý do của họ là vì tôi sẽ không có mặt khi họ chi tiền thưởng. Một người khác nói rằng, mình hỏi về trợ cấp rủi ro trong khoảng thời gian dịch COVID-19 lên đến đỉnh điểm và câu trả lời anh nhận được là hãy biết ơn vì còn có việc làm. Hệ thống điểm danh vọng mà Blizzard đặt ra để thưởng cho nhân viên của mình thật ra không phải là hiếm, nhưng thường chúng không được dùng để thay thế việc tăng lương và tăng chi phí sinh hoạt cho nhân viên. Điều được rất nhiều người xác nhận. Thật ra mà tôi biết được rằng ngay cả những nhân viên dọn kho tại Amazon, một công ty đầy tai tiếng về việc trả lương cho nhân viên, cũng có mức lương $15 một giờ từ tận năm 2018, cộng thêm một chương trình quà thưởng tương tự điểm danh vọng của Blizzard. Hay theo nick Twitter Dead Pirate B, anh làm việc cho Daybreak Game Company, một studio game nhỏ tại San Diego với những tựa game không mấy nổi tiếng như Z1 Battle Royale, Bullet Run, Planetside 2. Và họ cũng có cho nhân viên key game, hiện vật linh tinh, nhưng chúng chỉ là phụ thôi và không được tính là trả công cho nhân viên như Blizzard. Sau những con số trên, Morto quyết định dùng công phu Google và tài năng toán học của mình để tìm hiểu xem nhân viên Blizzard sống như thế nào. Tại Austin, giá trung bình của một căn hộ cho thuê mỗi tháng là $1,439 và một nhân viên có mức lương khoảng $12 một giờ như Shay bên trên sẽ kiếm được khoảng $1,920 một tháng nếu làm việc 8 tiếng mỗi ngày. Sau khi trả tiền nhà, Shay chỉ còn khoảng $480 để chi trả cho việc ăn uống, xăng dầu, thuốc men, v.v. Số tiền này sẽ tăng lên thành $1,000 nếu sống ở những khu vực rẻ tiền nhất trong thành phố. Nhưng rõ ràng là nếu không cày cuốc ngoài giờ, rất nhiều nhân viên bình thường như Shay chắc chắn sẽ không thể sống nổi tại Austin. Hiện tại, Blizzard chưa nói gì về những thông tin lương bổng mới này ngoài việc đưa ra thông điệp ngắn, đảm bảo các nhân viên của mình được trả lương công bằng và cạnh tranh trước đây. Tuy nhiên, dựa trên những gì mà các nhân viên Blizzard tiết lộ, rõ ràng cần có sự thay đổi trong cách mà Blizzard trả công cho nhân viên của mình. Bạn không thể dùng điểm vinh dự hay giờ chơi World of Warcraft để trả tiền nhà, mua thực phẩm hay đổ xăng xe. Và việc Blizzard xem chúng như một phần tiền lương của nhân viên rõ ràng là một trò cười lớn cho người ngoài, nhưng là bi kịch của người trong cuộc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Mọt Game. Các bạn đừng quên like để ủng hộ bọn mình và bấm theo dõi để nhận được những thông báo khi bọn mình upload những video tiếp theo nhé. Một lượt theo dõi của các bạn sẽ giúp bọn mình có thêm kinh phí làm tiếp các video để đem đến những thông tin bổ ích dành cho game thủ đó. Ngoài ra, nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có những yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.